Trên con đường đi về với Chúa, chúng ta có bí tích giải to, bởi vì Chúa biết mình ngã, mình hay ngã, cho nên Chúa ban cho mình bí tích đó để mình đứng dậy. Và vì thế cho nên mình bí tích đó là món quà của Chúa. Nếu mà anh chị em ở trong đầu đó, mình nhận ra cái điều đó, bí tích giải to là một món quà của Thiên Chúa ban cho tôi, thì mình đến với tòa giải tội nó không phải là một cái gánh nặng. Mình phải đi xin tội nghe nó có vẻ nặng nề quá không ạ? Hôm nay nghĩa là sắp sửa đến mùa chay rồi, mãi phải đi xin tội, trong khi mình không nhận được một món quà. Nếu mà mình phải làm đi bị bó buộc á, thì những công việc đó nó rất nặng nề. Còn nếu nó là món quà, như như mà Obama ra kia bảo bây giờ nghĩa là anh chị em đã xếp hàng 2 tiếng đồng hồ, mỗi một người được 100 thôi, có người xếp hàng không? Ừ. Tốt thì chứ 2 tiếng nhầm gì? Mỗi giờ gặp chủ. Tại vì đó là quà, nó là món quà. Còn bây giờ đó, mình không nhận ra món quà, mình cảm thấy nó là một cái gánh nặng. Cho nên cái điều trước tiên khi nói về bí tích giao hòa, bí tích giải tội là nói đến món quà của Thiên Chúa. Em nhớ dùm được cái đó nha. Điều thứ hai là khi mà mình, như hồi nãy tôi nói là mình đi trên con đường đi về với Chúa, mình ngã nhiều lắm, và khi mình ngã như vậy, mình đứng lên, Chúa lại chữa cho mình. Cho nên mình phạm tội rồi, sau đó mình đi xưng tội, rồi sau đó vì yếu đuối con người mình phạm nữa, nó là chuyện bình thường. Và khi chúng ta tiếp tục, chúng ta đến với tòa giải tội, thì nói lên cái niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, tin vào sự tha thứ của Ngài. Okay. Bây giờ hôm nay mình tắm, ngày mai nó lại dơ, rồi mình lại tắm, rồi mình lại dơ, rồi mình lại tắm. Cái tắm làm gì nữa? Lý luận như vậy được không? Bây giờ tôi đi xưng tội, ngày mai tôi lại phạm tội nữa, rồi tôi lại đi xưng tội, rồi tôi lại phạm tội nữa. Xưng làm gì? Được không? Đâu. Hôm nay mình ăn, lát chiều lại đói, đói xong lại ăn, ăn xong lại đói, ăn làm gì nữa? Đấy, cho nên khi chúng ta đến với tòa giải tội, chúng ta biết rằng Chúa thương mình. Thế nên mình đến đó, mình nhận cái món quà của Chúa, để rồi mình mỗi một ngày mình nhận được ân sủng nhiều hơn. Khi chúng ta đến với tòa giải tội, Chúa động chạm lấy và chính Chúa chữa lành cho chúng ta. Khi mình ra khỏi tòa giải tội, có phải là mình có một cái feeling, một cảm giác rất là nhẹ nhàng không? Nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Nếu thực sự mình đến mình xưng tội mà mình thành tâm, chứ còn mà mình đến xưng tội mà mình còn giấu một mớ, mình đi ra thì nó chẳng nhẹ chút nào cả, mà trái lại nó sẽ là một gánh nặng cho chúng ta. Chứ mình vào cái tòa giải tội mà mình xưng thú tội lỗi xong, mà thực sự mình xưng với tất cả lòng thành, mình ra mình thấy nó phơi phới, thoải mái lắm. Phải không đâu, các bạn cũng mạnh xem nhận cái điều đó. Nó mình vô thì mình sợ, mà tụi nó rất là báo cá. Sắp hàng vào tôi ngày xưa ở Việt Nam, sắp hàng dài, rất dài. Nhưng mà cứ ở trong đầu mình nghĩ mà, tôi xin làm gì, tôi thường mai xin. Cứ ở trong đầu mình nó có cái ý tưởng như vậy, đến phiên mình lên rồi, mình lên trước đi, lại lùi lại. Xong cái, mình lên trước thì lùi lại. Cuối cùng mình lôi ra xong mình đi về luôn. Ma quỷ nó luôn luôn nó cám dỗ mình là đừng tin vào lòng thương xót của Chúa. Và nếu chúng ta không đến với tòa giải tội là chúng ta đang mắc vào cái bẫy của nó. Khi đến với tòa giải tội là chúng ta đang được Chúa ban lại cho chúng ta sự bình an. Là bởi vì khi tôi và anh chị em chúng ta phạm tội,
thì mình đánh mất đi cái sự bình an đó. Và Chúa phục hồi sự bình an đó lại cho chúng ta. Anh chị em có bao giờ để ý nghe lời xá giải của linh mục ở trong tòa không ạ? Nghe rồi. Xin anh chị em chiều hôm nay vô trong đó, mình đọc kinh ăn tội ngoài này nhé. Vô trong đó không có đọc, lắng nghe. Bởi vì nhiều người là nói là bây giờ thinh lặng để lắng nghe lời xá giải. Vâng, Thiên Chúa là hai trai tôi sóc, lấy Chúa còn Chúa là đấng trọng tốt. Đọc như vậy mình nghe gì cả, cho nên mình không có cảm nghiệm được cái lời mà của linh mục đọc. Thiên Chúa là cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của con cha mà giao hòa với thế gian và ban ơn Thánh Thần để tha tội. Và tác vụ của Thánh, xin Chúa ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy cha tha tội cho con, nhân viên cha và con và Thánh Thần. Amen. Nghe cái luật phải amen là đúng như vậy. Dạ, mình phải amen, mình cứ amen. Đó mới thực sự mình mới để ý đến cái bí tích giải tội. Chứ mình vô trong nó rồi đó, mình giống như cái máy vậy. Nhưng cha và con là Thánh Thần, amen. Thì cha con xin tội được một năm, tội lớn, tội bé, tội gì con cũng có. Cha con xin trọng. Thế thì nhiều khi nào cũng có. Mình không có nghĩa là ý thức được rằng mình vào trong đó là mình đang đối diện với Chúa. Cho nên xin anh chị em chúng ta cố gắng là mình đến cái tòa giải tội, sau đó mình về rồi vì yếu đuối con người một tháng, hai tháng sau mình tạm lại chết. Nó vẫn khác với cái chuyện mình không đến với tòa giải tội. Đồng ý không? Khác nhiều lắm. Bây giờ ví dụ như trường hợp bà đi xin tội cần thông dịch có được không? Không. Được. Giáo luật ghi rõ ràng, tôi nói nó có sách máy có chữ. Ở trong giáo luật ghi nghĩa vụ phải giữ bí mật buộc cả những người thông ngôn nếu có và mọi người khác vì một cách nào đó đã nghe biết các tội khi hối nhân xưng trong tòa. Rồi ví dụ chẳng hạn như lát trong này có người xưng tội ở đây mà ông lại bị nặng tai, rồi mình đứng ở ngoài này, ông mới xưng, ông hét lên ông nói hoặc là ông cha ông phải hỏi lại, mà mình đứng ngoài mình nghe thì mình bị cái gọi là buộc phải giữ bí mật ấn tích tòa giải tội, không được nói, không được nghĩa là bàn tán gì về cái tội của người đó. Thông ngôn cũng vậy, nếu trong trường hợp có thông ngôn thì thông ngôn sau khi mà đã dịch xong thì thông ngôn phải giữ cái gọi là bí mật, bí ấn tích tòa giải tội như vậy. Cho nên thông ngôn được. Okay. Soi mói vào đời tư hoặc nhận xét về một hành động của người khác thuộc về điều răn thứ mấy? Hay đây chỉ là không có đức bác ái? Điều răn thứ mấy anh chị ạ? Thứ mấy ạ? Năm. Điều răn thứ năm, chớ giết người. Đừng có tưởng là mình phải lấy súng mình bắn người ta hay là mình lấy dao mình đâm người ta thì mới là tội giết người. Để giết người ta bằng cái lưỡi này nguy hiểm lắm. Vì một lời nói thôi mà có thể người ta treo cổ tự tử. Báo chí có đăng. Cho nên khi mà mình soi mói vào việc của người khác, khi mà mình nghĩa là bàn toán về cái chuyện đời tư của người ta, vân 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 vân, mình phạm cái tội nặng lắm. Cái tội giết người đấy. Có thể vì cái lời nói của mình thôi mà gia đình của người ta ly tán. Nên cái lưỡi của mình nó kinh khủng lắm. Cho nên chúng ta phải cố gắng tránh những cái đó nha. Bây giờ mình đi xin tội hay là mình đi đến để mình làm hòa với Chúa, cái nào nó nhẹ hơn? Làm hòa. Reconciliation, reconcile. Và vì thế cho nên khi mình vào tòa giải tội đó, mình đến mình làm hòa với Chúa. Mình đến để mà mình được Chúa ban lại cho mình, phục hồi cho mình sự bình an. Tại vì khi mình phạm tội là mình đánh mất đi cái sự bình an. Mình đến với tòa giải tội, Chúa phục hồi lại cái sự bình an cho mình. Và cho nên cái điều trước tiên đó là mình được giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh. Mỗi một người chúng ta là một chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô. Cho nên khi một chi thể đau thì toàn thân thể đau. Khi chúng ta làm hòa với Chúa, chúng ta đến với lại tòa giải tội thì chúng ta được phục hồi sự bình an và cái vết thương đó nó được chữa lành và toàn thân thể của Đức Kitô cũng được chữa lành.
mỗi một lần mà mình phạm tội đấy, như hồi sáng tôi có đưa ra một cái ví dụ là cái mối quan hệ của mình với Thiên Chúa nó như một cái ống. Nếu mình không phạm tội đấy, cái ống đó nó thẳng, ơn Chúa xuống với mình. Rồi cái mối quan hệ của mình với anh chị em của mình nó giống như một cái ống nữa. Mình không phạm tội thì cái ống đó nó không. Còn khi mình phạm tội đó, nó xoắn lại, hoặc là mỗi một lần phạm tội nó giống như cục mỡ, cholesterol vậy đó, nó đóng ở trong đó. Nó đóng những cái tội nhẹ nhẹ thôi, bắt đầu nó đóng chút chút, nó đóng dần 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 lên và nó block luôn. Bí tích giải tội giống như là cái thuốc để mà vô nó thông xuống. Cho nên chúng ta đi đến tòa giải tội, chúng ta làm hòa với Chúa là chúng ta được thông phần và chúng ta được nghĩa là nhận được những cái ơn huệ của Chúa. Đó là cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai đó là chúng ta sẽ được tha cái hình phạt đời đời đáng phải chịu vì các tội trọng đã phạm. Giáo lý toát yếu giáo hội công giáo số 212 nói rằng khi mà chúng ta chết trong tình trạng tội trọng đó thì chúng ta không có cơ hội để mà được gặp gỡ Thiên Chúa. Số 212 nói rằng hỏa ngục hệ tài án phạt đời đời dành cho những ai do sự lựa chọn tự do của mình chết trong tình trạng có tội trọng. Hình phạt chính yếu của hỏa ngục là xa cách đời đời khỏi Thiên Chúa. Anh em nghe kỹ nhé. Hình phạt chính yếu của hỏa ngục là xa cách đời đời với Thiên Chúa, chứ không phải là lửa, cũng không phải là bị quỷ nghĩa là đem khui nó đâm mình hay là nó tra tấn mình, mà là cách xa Thiên Chúa đời đời. Vì thế cho nên khi mà mình phạm tội đó, giáo hội khuyên chúng ta là nên đi xưng tội ngay bao nhiêu có thể. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn mình phạm một tội trọng, xong rồi đó mình ăn năn sám hối, mình quyết tâm mình đến nhà thờ, đến gặp cha để mà xin xưng tội. Nhưng mà trên đường mình đi đó, mình đã có cái lòng ăn năn rồi, mình muốn đến rồi, trên đường đi đụng xe chết muốn rồi, mình có được tha không? Mình được tha, bởi vì mình đang có cái đang trên đường thì mình đến nghe. Cho nên nghĩa là mình cố gắng thu xếp để mình đến mình làm hòa với Chúa, đừng có để cái tình trạng mình sống trong tội trọng nó ngày này qua ngày kia, nó làm cho mình khổ và cái khổ đó nó sẽ lây lan đến những người xung quanh trong gia đình của chúng ta. Rồi cái thứ ba là được tha ít nhất một phần những hình phạt tạm là hậu quả của tội. Những hình phạt tạm là cái gì cơ? Hồi nãy nói chuyện mà ơn đại xá nhá. Hình phạt tạm là gì? Phải mất thì giờ. Lấy ví dụ. Khi tôi phạm tội ăn cắp của anh này một cái iPhone, khi tôi lấy cái iPhone đó xong, tôi về nhà ăn ngon, ngủ yên, tôi cảm thấy nó áy náy lương tâm này. Đó là những cái hậu quả do cái tội của tôi đã gây ra. Tôi nói hành nói xấu ông cha này, bà sơ kia, hay là bác nọ, ông kia. Sau đó tôi đến nhà thờ, tôi gặp mấy người đó, tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy rằng lương tâm của tôi nó không có bình an. Đó là những cái hình phạt, cái hậu quả của tội do mình gây ra. Cho nên khi chúng ta đến với tòa giải tội thì một trong những cái hình phạt tạm đó, chúng ta có thể được tha, được giảm bớt đi. Mà khi mình đi xin tội như vậy rồi, cha ra việc đền tội cho chúng ta. Ví dụ như nói bây giờ phải đến xin lỗi người đó, khi mình đến mình xin lỗi người đó thì những cái hình phạt đó nó được giảm đi, vì khi mình xin lỗi rồi thì mình cảm thấy là nó thoải mái. Ví dụ như là bây giờ cái tội mà mình nói về cái tội lỗi với công bằng đi, bây giờ mình ăn cắp của cái ông đó 1.000 đồng, rồi sau đó vì cái 1.000 đồng đó con của ông đang cần cái số tiền 1.000 đi bệnh viện, vì mất cái 1.000 đồng đó mà thằng con nó đi nó bị sốt tê liệt, nó thành tàn phế. Và khi mà mình biết cái chuyện đó rồi, mình đi xin tội rồi, mình đền trả cho ông đó rồi, hậu quả nó còn không? Nó còn. Và những cái hậu quả do cái tội mà mình ăn cắp nó gây ra bởi cái chuyện mà thằng bé mà nó bị như vậy, nó được gọi là cái gì? Hình
hình phạt. Nó bắt mình phải chịu cái hình phạt đó, đau khổ, mất bình an. Và vì thế cho nên khi giáo hội có quyền ban cái ơn đại xá đó, là trong ơn đại xá nói sao, là mình được tha một phần hoặc là toàn phần của những hình phạt tạm mà mình đáng chịu ở đời này hoặc đời sau, chứ không phải tha cái tội đâu, hiểu không? Tha cái hình phạt tạm ở đời này, những cái hậu quả của tội đó. Ví dụ bây giờ nhé, cái này thì mình phải dùng đức tin để mà mình nhìn thôi, chứ còn không cân đo đong đếm được. Ví dụ bây giờ tôi trở lại cái ví dụ mà thằng bé nó bị sốt tê liệt, mình đau khổ, mình nhìn thấy nó mà mình cảm thấy là mất ăn mất ngủ. Chúa có thể qua bí tích, còn xin lỗi, qua cái ơn đại xá đó, mình có thể được tha một phần nào đó về những cái hậu quả của tội. Tức là thay vì mình đau khổ, mình lấy ví dụ chẳng hạn như cái scale của nó là 100, bây giờ mình làm một hưởng ơn đại xá, mình làm một công việc bác ái nào đó, thì nó bớt cho mình được cái mức độ trong đó, ví dụ còn 95 chẳng hạn. Okay. Một phần nào đó, hoặc là clip đi cái hình phạt tạm. Tại vì tất cả các tội chúng ta gây ra đó, tội chúng ta phạm đó, nó đều có hậu quả cả. Có ai trong này đưa ra một cái tội nào mà không có hậu quả? Tội ly dị vợ, tội mà đánh vợ hoặc là đánh con để cho nó ra thương tích, hoặc là nghĩa là để cho bố mẹ phải sống ở trong một cái hoàn cảnh gọi là rất là tệ hại, bỏ bê, không có ngó ngàng đến các ngài. Khi các ngài chết rồi đó, bắt đầu lúc đó mình hối hận, và những cái đau khổ vì hối hận đó, nó được gọi là gì? Hình phạt tạm mình gây ra. Tôi hy vọng là tôi không có làm cho anh chị em phải confuse à? Có hiểu không ạ? Không, cái này quan trọng, nếu mà không hiểu anh chị em hỏi lại. Tôi cố gắng là tôi kiếm một cái ví dụ nào đó để mà giải thích. Dạ. Hình phạt tạm. Hình phạt tạm có cái gì không tha? Tội gì không tha được? Thì tôi sẽ nói cái phần tội đó thì nó có cái phần tạm đó thì tha. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha. Tội phạm Chúa Thánh Thần là tội gì? Này, bắt đầu nó lại lan man mà có chuyện khác nữa rồi. Lan rối nhỉ. Tha một phần hoặc là toàn bộ cái phần đó, cái đó tùy Chúa, mình không biết được. Ví dụ bây giờ mình phạm cái tội đó cho cái thằng bé nó bị liệt đó. Ví dụ như mình, tại vì mình không thể nào diễn tả, mình chỉ lấy cái tình bù lại thôi nhá. Ví dụ như 100, mình đáng phải đau khổ, nghĩa là tới cái mức độ đó 100. Bây giờ đó, mình có thể làm cái công việc đại xá đó, Chúa tha cho mình hết 100 cái tội đó, mình cảm thấy là nhẹ nhõm hơn. Chẳng hạn như mình làm được một cái gì nó giúp cho nó cái việc bác ái đó, xong rồi cái hình phạt đó mình cảm thấy nó nhẹ đi. Có những người bên nhà Phật đó, họ nói là họ đi làm việc cúng dường công quả đó để làm cái gì, để mà giống như cái kiểu mình là ơn đại xá đó, tức là mình làm những cái việc đó với cái ý chỉ đó thì là cái hình phạt tạm của mình riêng về cái tội thôi, nhưng chứ không phải là tất cả mọi những cái hình phạt tạm khác nhá. Ví dụ bây giờ mình, cuộc sống của mình đó, mình chỉ gây ra một vài cái lỗi lầm nặng như vậy thôi, còn những việc nhẹ thì đương nhiên là mình khi mình xin tội được tha. Nhưng mà những cái hình phạt đó, có nhiều người ví dụ lấy ví dụ phá thai, có những người 30 năm sau, 40 năm sau, bây giờ già sắp xuống lỗ vẫn đau khổ, vẫn cảm thấy là lương tâm mình cắn rứt. Thưa cha, đêm nào con cũng nghe có tiếng đứa bé nó khóc, mà cách đây mấy chục năm con phá thai, ngày xưa con phá thai, mà con đi xin tội này rồi, hình phạt tạm đấy. Đó là những cái mà mình phải trả giá cho cái gì mà mình đã làm. Để ví dụ khác nhé, một anh nào đó đi về Việt Nam, bên này có vợ rồi có con rồi, về bên kia là thêm một vài đứa nữa, sau đó giấu vợ giấu con nghe. Nội cái chuyện mà nghĩa là giấu mà sợ hãi đó, nó cũng đã là một trong những cái hình phạt tạm rồi. Lúc nào cũng sống nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng chỉ sợ là mình bị phát hiện,
nó là một trong những hình phạt tạm đấy. Hậu quả của tội đó là hình phạt tạm. Ơn đại xá tha một phần hoặc là toàn phần những cái hình phạt tạm đó, chứ không phải là tha tội nhé. Hai cái đó nó khác nhau. Những cái hình phạt tạm như vậy ấy, lúc mà mình mất đi thì nó có hết không? Mình có thể phải trả ở trong lửa luyện ngục, ở trong luyện ngục. Bởi vì mình cân, mình mỗi một ngày mà một năm một lần vào tháng 11 á, mình hưởng được ơn đại xá đó, mình có được hưởng không? Mình phải nhường lại với các linh hồn. Hoặc là bây giờ chúng ta là những người còn sống, mình làm một công việc bác ái nào đó, ví dụ như tôi dâng cúng cho cái trại mồ côi này, hoặc là tôi giúp cho cái dòng kia để đào tạo ơn gọi, với cái ý nguyện là để cầu nguyện cho bố tôi, cho mẹ tôi, cho anh em vợ chồng tôi, thì cái gọi là cái công quả đó đó, các linh hồn thân yêu của mình được đón nhận. Mình cứ sử dụng cái hình ảnh rất là bình thường, mấy ông đi cải tạo chẳng hạn, mình trong cải tạo mình có làm được cái gì không? Không có làm được cái gì hết, mình chỉ chờ thăm nuôi thôi. Mình chờ thăm nuôi rồi sau đó mình chờ mình ăn, rồi chờ đến ngày mình đi ra thôi, có đúng không ạ? Mấy ông cải tạo lửa luyện ngục na ná vậy. Tôi không có nói cái đó là chính xác nha. Mình dùng những hình ảnh để mình có thể hiểu được là mình xa Chúa một thời gian nào đó, đền bù mình có đền bù được ở trong đó không, mà phải những người còn sống biết. Xin lỗi, mầu nhiệm các thánh thông công là như vậy. Những các linh hồn mà được lên trên hưởng thánh nhân Chúa, các ngài cầu bầu cho ai? Cho chúng ta. Rồi chúng ta làm việc bác ái, xin lễ, chúng ta dâng lễ, chúng ta đọc kinh mân côi, chúng ta dâng những hy sinh của chúng ta, chúng ta làm việc bác ái, chúng ta dâng cúng chỗ này, dùng những cái tiền của thế gian này để mà làm những cái công ích đó cho các linh hồn nơi địa ngục. Nó có một cái sự liên hệ chặt chẽ giữa ba thành phần giáo hội là như vậy. Đó, mình phải tin như vậy thôi nhá. Khi mình ý thức được như vậy thì cái việc mình đến với thánh lễ, cái việc mình làm việc bác ái, làm việc công quả, ví dụ bây giờ mình đến nhà thờ để mà mình nấu ăn hoặc là mình cắt cỏ, thực sự mình là cái người có đức tin mạnh, con dâng cái công việc này để cầu nguyện cho bố con nó chết mà con không biết là như thế nào, mà con cứ dâng những cái công việc này cho bố con, thì mình làm như vậy đó, mình sẽ thấy là nó thoải mái lắm, ai nói gì nói không sao hết, mình không giận, mình không có hờn. Đó, mình làm vì Chúa, mình làm vì bố mẹ, vì cái ý của mình, vì cái mà nghĩa là mình, cái ý nguyện của mình dâng để cầu cho người nọ người kia. Rồi mình đi lễ cũng vậy, rồi mình dâng những chuỗi mân côi. Khi mà mình có một cái intention nào đó rồi đó, mình cảm thấy mình làm cái đó nó phấn khởi mà nó vui, ý nghĩa nó khác lắm, phải không? Cho nên mình cố gắng làm sao mình có thể làm được rất nhiều việc cho những người đã khuất, những người đã qua đời. Mình cố gắng mình làm các thánh hơn mình ở chỗ đó, các ngài làm công việc nào các ngài cũng thánh hóa. Còn nhiều khi mình cũng phải làm một công việc đó, ví dụ chẳng hạn như là người mẹ ngày nào cũng phải nấu cơm, mà nếu mà mình bắt chước các thánh, mình biết thánh hóa công việc của mình nấu nồi cơm và lấy Chúa con nấu bữa cơm này, xin Chúa ban cho con niềm vui và nấu bữa cơm này, con dâng những hy sinh này để con cầu nguyện cho các linh hồn nơi địa ngục, thì cái công việc của mình làm nó khác với cái chuyện cái bổn phận mình phải làm này. Cho nên cái intention này nó quan trọng. Chúng ta cố gắng làm một công việc nào đó, mình nhớ đến các linh hồn, cầu nguyện cho các linh hồn, mà Chúa bảo rằng điều các con lấy đấu nào mà đong cho người ta thì ta sẽ lấy chính đấu đó đong lại cho các con, còn dằn, còn lách và đổ đầy hơn nữa. Ngày hôm nay mình cầu nguyện cho các linh hồn, mai mốt này mình mất đi, những người còn sống cầu nguyện cho chúng ta. Đối với Hội đồng Giám mục bên Hoa Kỳ và đối với các linh mục bên này, thì tất cả những trường hợp mà tự tử hay là bất cứ cái gì để chăng nữa cũng vẫn đưa vào nhà thờ, vẫn được như là cử hành thánh lễ bình thường, phó mặc vào trong lòng thương xót của Chúa, phó trong lòng thương xót của Chúa. Con người chúng ta và ngay cả giáo hội không có quyền để mà đưa ra những cái kết luận đó như là con đó hay là xuống hỏa ngục, mình không có quyền nói như vậy. Cho nên bây giờ cái trường hợp mà nếu mà cái người đó mà tự tử
mà nghĩa là vì cái trường hợp mà xấu hổ như vậy đó, cũng có thể là ngay cái lúc mà uống thuốc mà cô ta có thể hối hận ăn năn. Mình không biết được Giuđa mà giáo hội còn chưa dám quả quyết là có xuống hỏa ngục hay không các bạn. Bây giờ một người nhảy lầu, ở trên lầu trên vừa mới nhảy xuống, nhảy ra rồi phải hối hận để Chúa còn xin lỗi Chúa. Họ rớt xuống đất họ chết, ăn năn tội trước khi rớt xuống đất chết, có được tha? Mình tin vào lòng thương xót của Chúa. Mình không biết được nha. Nhưng trong trong những cái trường hợp đó mình không câu trả lời, nhưng mà mình cần phải làm đó là mình có cái lòng thương xót, cảm thông với những hoàn cảnh đó. Nhiều khi người ta gọi là túng quá rồi. Bây giờ trong cái trường hợp của cô đó, cô có phạm tội trọng không? Ba cái điều kiện hồi sáng đấy, nó cái hoàn cảnh lúc đó mới, nó bị áp lực như vậy, cô ta không có tự do, quẩn lên rồi. Mà nếu mà không có gọi là hội đủ ba điều kiện tội trọng thì có cơ được cứu. Khi chúng ta đến với tòa giải tội, thứ nhất là chúng ta được giao hòa với Chúa và Hội Thánh, cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai là chúng ta được tha thứ hình phạt đời đời, bởi vì chúng ta được tha tội trọng. Thứ ba đó là chúng ta được tha ít nhất là những hình phạt tạm, tức là mình được phục hồi cái sự bình an một phần nào đó. Dĩ nhiên là mình có thể vẫn còn bất an, nhưng mà một phần nào đó. Và ở trong nhật ký của lòng Chúa thương xót số 1602, Chúa Giêsu nói như thế này: khi con vào trong tòa giải tội thì hãy biết rằng chính ta đang hiện diện ở đó và đang chờ đón con. Ta sẽ ẩn mình qua vị linh mục ngồi tòa, nhưng chính ta sẽ tác động trên linh hồn của con. Số 1725. Con đừng tìm hiểu con người linh mục trong tòa là ai, bởi vì chính ta dùng con người ấy, chính ta là đấng tha tội cho con. Đến với tòa giải tội, mình phải có lòng tin là Chúa tha cho chúng ta, chứ không phải ông linh mục đâu. Nên mình hy vọng anh chị em chúng ta. Rồi bây giờ, qua cái câu hỏi là phải có điều kiện gì để lãnh nhận ơn tha tội? Giáo lý bổn đồng ngẫu mình học thuộc lòng như cháu mọi người. Còn nhớ không em? Bốn điều kiện. Mà có người họ nói chốt mà chỉ có một điều kiện. Điều kiện gì? Là phải phạm tội. Phạm tội thì mới được tha chứ không có tội sao mà tha. Cái đó nói chơi thôi, không có phải là phải làm bốn việc nha. Thứ nhất là phải xét mình. Anh chị em còn nhớ cái bài phúc âm mình đọc hồi sáng không? Khi mà người con nó gọi là chạy lên đường, nó đi ra khỏi nhà nó, cái hành động đó là hành động gì? Khước từ tình yêu của Thiên Chúa, quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa, bước ra khỏi cái quỹ đạo yêu thương của Thiên Chúa. Đó là khi chúng ta phạm tội. Rồi sau khi đó, khi mà anh ta ngồi xuống, mà anh ta bắt đầu nhớ lại, hồi tưởng lại, đời tớ của nhà cha ta được ăn uống no đủ, mà còn mình ở đây thì phải chết đói. Anh ta nhớ lại tất cả những cái mà nghĩa là anh ta đã phạm. Rồi anh ta nói rằng sao? Mình phải đứng lên để quay trở về với cha và thưa với cha rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không còn xứng đáng được gọi là con cha nữa. Và sau đó anh ta làm gì? Cái hành động đó là gì đấy? Xét mình. Xét mình trước. Rồi sau đó cái hành động thứ hai là anh ta đứng lên ăn năn tội, đứng lên khước từ, từ bỏ cái quá khứ của mình để quay trở về với cha của mình, quay trở về với Chúa, xét mình, ăn năn tội. Rồi khi anh ta gặp ông bố, anh ta nói gì? Xin tội đấy. Thưa cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, con đã xúc phạm đến trời và đến cha, con không còn đáng được gọi là con cha nữa. Ở trong bài phúc âm có ghi chấm 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 chấm. Ông bố, ông ấy, sau cái lời nói đó, anh chị em để ý nhé. Ông bố, ông ra đầu tiên là gì? Ông ôm chồng với con. Ông tha cho nó chưa? Chưa có tha. Ông ôm chồng, ông welcome thôi. Ông ấy đợi, ông ấy nghe nó nói: đấy cha, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Ông ấy chưa cho nó nói hết, con không xứng đáng được gọi là con cha nữa.
...... Sau đó ông mới nói, đầy tớ đâu? Đem dép ra đây xỏi, đem giày ra đây xỏi cho cậu, đem nhẫn, đem áo ra mặc cho cậu. Phục hồi lại cái gì? Nhân phẩm của thằng con của mình nó đi. Tưởng tượng nó đang chăn heo mà nó về mà nó ôm nó thì chắc là thơm lắm đấy. Nhưng mà cái cách diễn tả của Thánh Luca nói là ông ấy về, ông ấy kêu xỏ nhẫn. Nhẫn này là chỉ cái chức vị thừa kế, chức vị làm con. Rồi sau đó mặc áo cho cậu, mặc cái áo nhân vị cho nó trở thành con của mình, xỏ giày mới cho cậu. Ông ấy phục hồi cái quyền làm con mà nó đã đánh mất khi nó từ bỏ ông đi ra khỏi nhà. Nó mất hết, nó bị strip off, nhẫn không còn, giày không còn, áo không còn, mà về ông bố ông phục hồi lại. Khi tôi và anh chị em vào chúng ta giải tội, mình xin tội, Chúa ban lại cho mình cái chức vị làm con Thiên Chúa. Chúa ban lòng cho mình sự bình an. Nghe. Sau đó việc sau cùng là gì? Làm việc đền tội, xét mình, ăn năn tội, xưng tội và làm việc đền tội. Đó là bốn cái bước mà chúng ta cần phải làm khi chúng ta đến với tòa giải tội. Hồi nãy lúc chưa ăn có người hỏi với chị cha, mấy cha phạm tội thì có đi xưng tội không? Có thì không có. Xưng tội với ai cha? Thì xưng tội với ông cha nào đó, xưng với ai? Đức Giáo Hoàng mà còn phải xưng tội với một ông cha mà. Anh chị em có nhìn thấy ở trên Internet không? Có. Ngài đang đi ra khỏi Điện Vatican, tự nhiên Ngài tách ra, Ngài chạy vô trong tòa giải tội, quỳ xuống đó để xưng tội. Ông cha ngồi trong đó hết hồn. Không có ngờ Ngài lại nghe lời cầu nhiên Ngài. Chứ tất cả chúng ta trước mặt Chúa đều là tội nhân hết anh chị. Tại sao mà Chúa lại để cho mấy ông linh mục yếu đuối, tội lỗi như vậy mà lại ban ơn tha tội với anh chị? Biết tại sao? Dạ vâng, nhưng mà tại sao Chúa lại dùng mấy ông linh mục tội lỗi như vậy để mà tha tội? Câu trả lời rất ngắn gọn là bởi vì ông linh mục đó ông có cái kinh nghiệm, ông mới có thể cảm thông được. Chứ còn thử tưởng tượng bây giờ một người chưa biết tội là gì mà ông vô ông xưng tội, ông vừa mới nói tội ra một cái, ông chịu nổi không? Ông chịu nổi. Cho nên Chúa dùng những con người yếu đuối, tội lỗi để qua đó Ngài thể hiện lòng thương xót của Ngài đối với các hôn nhân. Xưng tội trong một năm ít là một lần, không có nghĩa là xưng tội trong một năm chỉ có một lần. Có nhiều người vô xưng tội, tại vì ở bên giáo xứ Dallas của tôi ở bên kia, tôi khuyến khích anh chị em giáo dân là đi xưng tội mỗi tháng hoặc là hai tháng một lần. Cho nên nếu mà một năm mà vô thì tại sao lại đi xưng tội? Một năm mới đi xưng tội vậy, để nó lâu quá. Giáo hội nói năm xưng lần chắc. Không, ít nhất là một lần. Cho nên nếu mình ý thức đó, món quà mình nếm, mình càng nhận nhiều bao nhiêu mình càng tốt bấy nhiêu, phải không ạ? Cho nên chịu khó đi xưng tội. Mà nếu mà gia đình, vợ chồng, con cái mà đi xưng tội với nhau là tốt nhất. Có người bảo chứ con nói nó hoài mà nó không xưng tội, anh có đi xưng tội không mày? Mình không đi xưng tội mà mình cứ bắt con để đi xưng tội. Cái cách giáo dục con cái ở bên này bây giờ nó khác lắm anh chị em. Bây giờ đó, thay vì mình nói nó đi xin tội đi, thì nói hôm nay, hôm nay có cha khách một tòa giải tội, thì hai cha con mình xin tội nhân con. Nói như vậy nó dễ nghe hơn nhiều và nó có sức thuyết phục hơn. Mà nếu mà cả vợ chồng con cái mà đi xin tội với nhau đó, mình về mình sống trong hạnh phúc. Cho nên cố gắng. Tôi biết là nhiều gia đình vì cái hoàn cảnh làm ăn, rồi vì cái hoàn cảnh khó khăn, cho nên biết là mình không có siêng năng đến với lại bí tích hòa giải. Cứ đợi đến khi mà là mùa vọng với mùa chay, khi mà có các cha khách đến rồi đó, thì mình mới đến xếp hàng xin tội. Vì ở đây ban hội đồng mục vụ với những người làm việc á, ở đây có thường xuyên xin tội với cha xứ không mày?
Ở đây có nhiều cha khác chịu khó đi xin tội trưởng. Tôi biết cái chuyện đó. Tại vì mỗi lần mà tôi đi giảng phòng á, là thường thường á là mấy ông làm việc á là xin tội. Và tôi biết là nghĩa là có những nơi đó, chẳng hạn như bên Tucson, Arizona, bên đó có một cha Việt Nam duy nhất thôi. À, cho nên họ không đi xin tội, nhưng những người làm việc chung như vậy ngại. Cứ nói chuyện bình thường thôi anh chị em, nó không có cái gì gọi là xấu ở đây hết. Nhưng mà cố gắng mình đến với lại các linh mục khác ở xung quanh để chịu khó đi xin tội thường xuyên hơn. Chứ đừng có đợi đến khi mùa vong hay là mùa chay có các cha khách lại đây rồi mình mới xin tội. Lỡ trong cái thời gian đó mình phạm tội trọng, mình chết bất đắc kỳ tử sao? Mất linh hồn uổng lắm. Cho nên nguyên tắc là phạm tội kiếm cách đi xin tội ngay. Ơn Chúa sẽ xuống để giúp cho chúng ta. Về vấn đề phong thủy phải có, nghĩa là nước ở chỗ này làm ăn nó mới nên, cái đó là thuộc là tin dị đoan. Mà tin dị đoan là có tội rồi. Bây giờ đấy, mấy người mà làm business đó, hay có tượng địa đó, để ở chỗ đó. Người công giáo cũng vui vẻ đi rước ông địa về, ra nghĩa là để trái cây rồi, nghĩa là cắm thuốc lá rồi làm đúng mọi thứ cả. Cái tượng địa đó là cái gì? Nó là cái một cái sai, một cái lời nhắc nhở cho mấy người chủ á. Bây giờ mình mở business ra mà mình bắt trước ông á, khi mà ông tễ bụng ra như vậy tức là ông ấy dễ dãi đúng không, lè phè. Mình bán hàng bán quán mình dễ dãi, ví dụ như đồng 92 sen bao giờ đồng 9 được rồi, khách nó thích không? Thích. Rồi mình lúc nào ông địa lúc nào cũng cười toe á. Mình business mà lúc nào mình vui vẻ với khách, mình có khách không? Có. Đâu cần phải để ông địa đó đâu, nội cái mà mình chỉ bắt chước ông đó thôi, mình vui vẻ với khách. Chứ bây giờ mình để 10 ông địa đó mà cái mặt mình lúc nào trầm gồng về là ra gặp khách, đứa nào nó vô. Cho nên cái cách mà làm việc, cái cách mà run business nó không phải ở cái chỗ mà phải có ông địa đó. Ở Mỹ này, Bill Gates có ông địa không? Đi qua bên New York vô chỗ mà stock market chúng nó có ông địa không? Không có đâu. Cho nên những cái đó là những cái thứ tin dị đoan, không nên, nó nguy hiểm lắm. Bây giờ nhá, ông nào, anh nào ở đây hay chị nào đi coi bói vô nó nói ô số của chị là hai chồng, số của anh hai vợ, thế là về đến nhà vừa thấy vợ mà có chuyện gì một cái thì vội vàng nghĩa là kêu cha văn tới sức dầu ngay lập tức. Nó mong chết để mà lấy vợ khác. Nó nguy hiểm lắm. Cho nên dù là con chơi, dù là con cho vui, không nên. Mình làm mà đi mà tới thầy bói, tôi coi bói nào kia, mình chỉ mất tiền đó là chưa kể đến chuyện nhá. Nó có hai loại thầy bói, anh chị em có biết không? Một loại đó là nó dùng cái gọi là cái tâm lý, nó láo ăn tiền, nghe lời nói. Và nói nghe lời nói của mình, sau đó bắt mạch rồi bắt đầu nó sắp xếp lại, rồi bắt đầu nó nói cho mình biết, mình thấy đúng quá sức đã. Còn lại những ai nó dùng quyền lực của ma quỷ để nó nói về những quá khứ của mình, mà lúc đó mình tin kính rồi, rất nguy hiểm bạn. Nếu mà mắc phải cái loại thầy bói thứ hai thì kệ như tiêu, bởi vì mình phải theo nó suốt đời. Có những người đã từng đến gặp tôi và nói rằng chúng ta bây giờ còn phải làm sao. Đi theo nó lần đầu tiên nó chỉ có vài chục thôi, về sau này cứ dần dần cứ phải đến đi hoài. Cho nên rất nguy hiểm, đừng bao giờ mà mình đi và đến những cái chỗ đó để mà coi bói hay là coi toán ở đây nha. Những cái tội ở trong giáo lý pháp yếu giáo hội công giáo số 508 có liệt kê ra những tội lỗi liên quan đến tội lỗi đức công bằng. Tôi xin đọc ở đây. Trộm cắp, đó là việc chiếm đoạt tài sản người khác trái với ý muốn hợp lý của họ, thì đó là lỗi đức công bằng. Trả lương không công bằng, ví dụ bây giờ mình làm business mà người ta lại bây giờ nói chuyện business không ấy, bây giờ ví dụ như là nhà của mình phải làm một cái patio chẳng hạn, xong rồi mình chạy ra ngoài chỗ góc ngoài đó mướn mấy anh mễ về để làm những công việc nặng nhọc đó, mà mình trả cho họ chỉ có 5 đồng một giờ, mà theo đúng nguyên tắc đó, là phải trả cho họ ít nhất là 15 đồng, mà bây giờ người ta đói quá cho nên mình chèn người ta, cái đó là lỗi đức công bằng.
chứ không phải là mình cứ thế nhân công rẻ là mình mướn về là mình thong thả đâu nhá. Trốn thuế. Hồi nãy tôi có hỏi anh chị em, mình đi làm đóng thuế là luật hay là lệ? Anh chị em trả lời là luật. Mà nếu mà là luật thì mình không có cái sự chọn lựa nào khác hết, mình phải thi hành. Ở đây chúng ta thấy ở bên Mỹ, ở Việt Nam ấy, mình không đóng thuế là bởi vì nó lấy cán bộ lấy nó bỏ túi không ạ? Còn ở bên này nè, những cái công ích, những cái gọi là facilities ở đây chẳng hạn như là bệnh viện, trường học, cảnh sát, sở cứu hỏa, đèn đường, rồi đường xá, cầu cống, tất cả những cái đó tiền là do thuế của mình đóng. Cho nên nếu mình trốn thuế, tức là mình lỗi đức công bằng với những người đang đóng thuế. Thì cái này nó rất là rõ ràng, không cần phải bàn cãi ở đây. Có nhiều người nói là cái này là Mỹ nó giàu quá rồi, cho nên nghĩa là mình ấy bớt ra một chút để mà con gửi về Việt Nam mà cha, đâu có sao đâu. Có sao không? Có cả mặt trời chứ đừng có sao. Nguyên tắc là gì? Không lấy phương tiện xấu để đạt mục đích tốt. Mình không thể nào mà mình bảo mình đi làm rồi mình trốn thuế ở đây, mình dùng cái tiền về giúp người nghèo bên Việt Nam. Không được. Nếu anh chị em nắm vững cái nguyên tắc rồi, mình sẽ thấy là những cái vấn nạn trong cuộc sống của mình dễ giải quyết lắm. Pháp lý Công giáo số 523 nói rằng làm chứng dối, thề thốt và dối trá, mức độ nặng nhẹ căn cứ trên sự sai lệch của sự thật, trên những hoàn cảnh, trên những ý hướng của kẻ nói dối và mức độ thiệt hại mà các nạn nhân phải gánh chịu. Phán đoán hồ đồ, nói xấu, vu khống, bôi nhọ là những tội làm giảm hay phá hoại uy tín và danh dự mà mỗi người có quyền hưởng. Nịnh hót, tân bốc và su nịnh, nhất là khi nhằm mục đích phạm tội trọng hay thủ lợi bất chính. Cái này nó đều nằm trong vấn đề lỗi đức công bằng. Khi mà mình làm cho cái danh thơm tiếng tốt của người ta bị gọi là bị tổn thương, lúc đó mình đang phạm tội ăn cắp tiếng tốt của người ta mà phải đền trả.